Đó. Ủa? Ủa? Lần này thì mình thấy cái bóng ma của cái thằng bị kẹt ở cái đường hầm hồi nãy đó mọi người. Ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo giác thôi mọi người. Không phải tam giác, tứ giác mà là ảo giác nha mấy má. Lụm viên đạn nữa. Nhưng mà kỳ này là viên đạn một nửa nha, bị mớp viên đạn lép nha. Mình lại phải đi qua 3-4 lần giống như cái thằng kia nữa hay sao? Hồi ơi. Rồi. W. Né sao. Chết rồi. Đâm. Hên quá. Rồi, xui rồi, không còn hên nữa, xui rồi. Chết vỏ dưa mà gặp vỏ gì luôn rồi. Thoát, từ từ để tập trung khúc này mọi người. Tập trung chạy thoát đi mọi người ơi. Cứu đi. Cứu nhầm một cái xác chết. Ủa? Trở lại bon dưới tàu ngày 21 tháng 6 kìa mọi người. Bây giờ nó cho mình xem cái quá khứ của con tàu nè. Mình thấy cái hồn ma của thằng kia kìa. Ủa? Giờ sao ta? Đi xích lên xíu coi. Dưới cái ghế rồi. Đi qua cái chỗ mà có... đây nè, cái gì dưới đây nè. Coi cái này chứ đi. Bà mang nó canh. Sao? Coi gì thôi hả? Ui. Coi lại đi. Còn một khúc nữa mà. Chắc không có gì đâu mọi người. Ảo ảnh đó, ảo giác đó. Mở cửa. Rồi, bạn ơi. Đâu à, ai mà hỏi mà hai có thương em không, để hai ship cho em búp bê nè. Tình yêu thương của hai vô bờ bến lắm. Để hai chơi búp bê rồi hai lụm nó hai ship cho em. Xin cảm ơn màn biểu diễn rất là gọi là vô chi. Xin cảm ơn, đi chỗ khác đây. Gì trời. Vậy thôi hả? Mày nghĩ vậy là tôi sợ sao? Không. Ủa, chỗ này bị kẹt rồi. Kẹt cái gì á, không có đi ngang qua được. Mình phải đi vòng lại chỗ này. Cái góc hồi nãy nó bị kẹt. Rồi bây giờ coi cái cuốn này đi. Lụm lên. Quay lại. Ồ, cái này là cái gì quen dữ nè. Biểu tượng Sigic. Hiểu nó rất quan trọng với vai trò của một phù thủy. Cũng như với sức khỏe tâm thần vậy. Hội tụ nghi thức nghi lễ gì đó. Xua đuổi quỷ dữ. Gì? Thực hiện để xua đuổi quỷ dữ bằng cả nhóm. Ngôi sao năm cánh phải được vẽ ra. Và mỗi thành viên phải đứng ở mỗi đỉnh của ngôi sao. Phải dâng lên một người phụ nữ của của biển ở trạng thái bất tỉnh và đặt ở trung tâm ngôi sao năm cánh. Từ đó, người tập hợp sẽ đọc lên bùa chú Sorat với gươm trên tay bằng tất cả sự tôn vinh có thể. Như được viết sau đây, dù năm chúng tôi đứng trên đỉnh xa nhất nhưng vẫn đủ để chạm nhau. Chết cha, cái này phải hiến tế mọi người ơi. Sao năm cánh, quyền năng to lớn xoay 90 độ để vạch ra Uni Quasol khỏi đức tin. Năm cánh sao gươm hướng về phía trước và dùng xoay độ để vạch ra Sigil hả, tạo thành bằng sự tôn kính đối với diện phía bắc với sự
Tiếp theo được không? Gen tiếp theo được không? Lật qua, lật qua, lật qua. Coi cái, coi cái. Đồng loạt cất lên, chúng tôi là một mỗi thành viên loại bỏ cơ thể đầu sọ, dao găm, máu, cây. Bây giờ bốn cái mọi người. Đầu sọ, dao găm, máu với cây. Thi thể nó được chuyển vào một chiếc quan tài bằng gỗ dày với phần đầu luôn để hở, để xem như một lời nhắc nhở quỷ dữ luôn rình rập sơ hở của chúng ta. À, tiếp không? Trang tiếp theo. Hình như có hai trang à. Như có hai trang hay sao á. Rồi hết lật được rồi, hết lật được rồi. Tóm lại là mình phải làm cái nghi thức này với lại 5 người, 5 thành viên hả? 5 hay 6 người. Tóm lại là 5 thành viên và một người để hiến tế nha mọi người. 5 thành viên thực hiện cái nghi thức xua đuổi quỷ dữ với lại một phải có một cái xác người nữ để hiến tế. Bên đó mình tìm hiểu rồi, để coi góc bên đây có cái gì xem không. Xem thử có cái góc gần đây coi. À, cây đàn piano kìa, cây đàn piano kìa, sao không tương tác được gì. Đây 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 đây. Chi vậy, chi vậy, làm vậy chi vậy. Ủa vậy thôi hả. Trời đất ơi, nó kêu tao lại nhấn cây đàn cái vậy hả. Mô Phật à. Không khí chưa đủ gùng gợn hay sao. Không không, bây giờ mình đi. Hết thồn. Cái gì á. Cái gì á. Cái gì á. Bây giờ phải đi qua, tôi muốn đi qua góc bên kia rồi mọi người. Nhưng mà nó đang kẹt cái gì á. Sao để đi qua góc bên kia ta. À đây 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 đây. Có cái gì ở đây tương tác được không? Nhiệm vụ của mình là phải tìm được đồng đội. À cái chỗ hiến tế nè, máu nè mọi người. Có cách nào hứng cái máu này không ta? Dạ dạ. Có cách nào? Ủa sao tôi không đi vô đây được ta? Tôi bị kẹt cái gì rồi? Để tôi xíu. Sao nó không cho... À đây là đường ra nè, đường. Hứng máu được không? Hứng đi bà. Sao bà nhìn cái gì vậy? Tôi kêu bà hứng á. Ủa? Ủa nhìn vậy thôi hả? Hay là mình không có cái dụng cụ để hứng ta? Cảm ơn Ti đã donate 10 bông hồng nha. Cảm ơn bà Ti rất nhiều. Mình phải đi kiếm cái chén hay cái tô gì để hứng á. Nhưng mà vấn đề là nó ở đâu ta? Trời ơi, nó đổi góc nhìn liên tục, nhìn ghê muốn chết luôn vậy. Cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy mọi người. Cái game này làm có góc nhìn ghê vãi. Ôi, tôi muốn đi vô trong kia. Tôi muốn đi vô trong đây. Chỗ này nè, ừ. Sao nữa? Cái này sao ta? Tương tác được không? Mô Phật cả, mô Phật cả, báo nữa rồi. Báo vô tới game này luôn rồi. Không biết gạt chi nữa cho nó sập nhà sập cửa. Ê ê, cái ông mà cầm cái cây quyền trưởng đó mọi người. Cái ông mà cầm cây thủy thủ mặt trăng xuất hiện rồi kìa. Cái khúc mà mình coi cái điểm báo mọi người, hình như có người chết hay sao á. Chết mẹ rồi, giờ sao ta. Khúc này sao bây giờ, mình bây giờ mình tập trung để mình né chiêu mọi người ơi. Tập trung né chiêu. W. Đó. Ây da, ây da, té lòn lìa. Hên đó, hên là hồi nãy gọi là tập trung á, đỡ được cái chiêu đó đó. Xém nữa là quờ tới công chuyện luôn rồi. Chuyển cảnh, chuyển cảnh qua tới một cái bạn khác nè mọi người ơi. Ừ, sập nhà sập cửa.
là sao? Ủa là sao? Ê ê ê, mọi người có nhớ khúc này không? Mọi người có nhớ cái khúc này không? Hôm qua ai có coi có nhớ cái khúc này không? Cái khúc mà tụi nó đi lặn biển nè. Thì ra cái mà tụi nó lặn là cái đáy của cái con thuyền mọi người ơi. Nè cái chỗ hôm qua nè, mình lật xác đó mọi người. Ủa? Nhưng mà tại sao đây là xác của thằng này? Thằng bồ đó nè. Hôm qua mình coi là cái xác của cái chiến binh mọi người ơi. Ảo ảnh nội, ảo ảnh. Cảm ơn Ti nha, cảm ơn bà Ti. Ơ kìa, hôm qua mình coi là cái xác của chiến binh. Mình còn chụp lại nữa mà. Trời ơi, ảo ảnh bây giờ. Ủa? 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 Có né không? Có né không? Khúc này có nghe về từ từ. Khúc này tập trung coi có né gì không nè. Ủa dẫn con ghệ lên. Ẵm con ghệ lên coi sao, đừng có bỏ con ghệ. Ẵm con ghệ lên mọi người. Hôm nay cái like này có giới hạn độ tuổi rồi, cho nên là chắc nhiều bạn follower của tôi không có vô coi được lắm. Thì nó máu me quá, phải giới hạn độ tuổi mới bị ăn gậy. Bà nào mà không vô coi like được, muốn coi lại thì chắc phải coi trên giờ tối bè thôi. Thanks. I could have drowned. We gotta get away. He's still around. That guy. Cái gì vậy trời? Cái gì đó vậy trời? Ơ cứu ổng lên, cứu ổng lên đi. Mình cũng phải giữ cho ổng sống nè mọi người ơi. Ủa nhưng mà, ủa? Khoan, cái gì đây? Hèn chi nít kia em không vô được. Phải phải giới hạn độ tuổi thôi mọi người ơi. Tại vì game này nó kinh dị tự sát máu me tùm lum la hết trơn á. Không giới hạn là bị ban ngặt luôn á. Game này chung NBH với Intel Down đúng không mọi người? Nhà phát hành chơi chung nhà phát hành hả? Cái này tôi không biết nữa. Cái này để tôi tham khảo lại rồi tôi ấy cho mọi người. You get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. Nhưng mà hay vãi luôn á, cuốn vãi luôn á. So if you want to feel free to pull the old plug, get rid of these guys. I'm with you. I mean, these guys are fucking crazy. Nhưng mà có vẻ như là game này không có phù hợp với lại nhiều người xem, tại vì cái nội dung của nó mình phải follow từ đầu đến cuối thì mới hiểu được. Trời đất ơi. Baby kìa mọi người ơi, Baby kìa mọi người ơi. Bobby thù Ken chạy lòn lìa. Alex! Julia! Múa nữa. Ừ. Bobby thù Ken mà gọi là chạy lòn lìa luôn. Something is fucking... Ôi ơi, chỗ này có cái gì nè? Ai hát vậy trời, nãy tôi nghe được cái tiếng hát. Cái gì nhà máy lọc nước với các chú giải từng khu vực của chuẩn úy Mai. Làm sao mà mình nhớ được hết cái bản đồ này ta. Bản đồ nó quá là rộng đi. Mình xem trước tương lai nè. À cái gọi là cái cục mà rớt xuống bể á, cái cục đó nếu mà trời ơi, ai hét vậy
cái cục đó rớt xuống bể là mình đâu có liên lạc được với lại cái người khác nữa đâu. Ủa cái chỗ này mình đi qua rồi đúng không mọi người? Chỗ này như tôi nhớ là mình qua rồi thì phải. Gửi tới tất cả các sĩ quan, thuyền trưởng Ford đã ban hành lệnh thường trực nghiêm cấm các sĩ quan uống rượu trong suốt quá trình này. Bất kỳ sĩ quan nào bị phát hiện uống rượu hoặc say xỉn trong hoặc ngoài nhiệm vụ sẽ phải đối mặt với tòa án quân sự. Khẩu phần rượu của các anh sẽ được cung cấp vào dịp khác. Ok. Sao mà cứ nhấn mạnh cái việc uống rượu hoài ta? Hay là đi ngược lại ta? Tôi nghĩ là đi ngược lại. Cục điện áp bể rồi. Barbie Girl đâu rồi hả? Barbie Girl đi tìm Ken rồi. Bây giờ mình phải đi tìm đồng đội của mình mọi người ơi. Cái gì mà fucking ngoài vậy cha? Gì đây? Ừ. Harry Potter, sát vô. What the fuck? Nhìn mà tưởng gọi là cái cây đũa phép của Harry Potter. Ủa cái gì vậy? Mất cái chân đèn rồi. Ảo giác bà ơi. Ôi có tấm hình kìa. Mình quay ra lại mình coi cái tấm hình đó được không? Không được. Cái khoang thuyền nó rộng như vậy làm sao mà mình tìm được ta? À, tưởng mai em mới like. À, mai ngày mai tôi đi công tác mọi người, mai tôi có công việc cho nên là tôi không có like được. Hôm nay like bù cho mai mọi người. Còn bà nào mà bỏ lỡ bà nào ông nào bỏ lỡ khúc đầu thì có thể coi lại trên dầu tối bè của tôi sẽ đăng full full cái game này ở trên trển. So how do I pry this son of a bitch off? Full không cắt luôn. Gãy cái tay cầm rồi sao mở cửa ta? Ai mà bỏ lỡ cái khúc đầu thì có thể coi lại nha. Ngày mai tôi đi công tác tôi không có thời gian để không có về kịp để like. Có hình mọi người. Cái người mà được biết đến gì đó. Cái phải có phải là cái ông thuyền trưởng Maiden không ta? Có thể cái hình này là cái hình của ông thuyền trưởng Maiden lắm. Maiden gì đó. Không biết đọc như nào mới gọi là chính xác nữa. Khoan tôi muốn tương tác với lại cái cây đèn này nè. Mai không ai like luôn, mai không ai like thì có thể xem lại cái xem lại game này trên giờ tối bè cũng được. Ủa sao mình không tương tác được với lại cái đó ta? Nó không cho mình đi vô cái góc này. Được không vậy? Không có. Ủa nó không cho mình đi vô cái góc đó. Tôi muốn tương tác với lại cái đồ vật mọi người. Đây. Mở ra. Gì đây? Rượu, có người uống rượu. Mặc dù là có rất là nhiều lệnh cấm trên đó, lệnh cấm là không cho binh lính uống rượu nhưng mà vẫn có người uống nha. Probably not much of a practice what you preach kind of guy. Cái ông thiền trưởng là cái ông mà ban cái lệnh cấm uống rượu nhưng mà ổng lại đi uống rượu mọi người hiểu không? Cho nên thầy Ok, vừa chửi xong. Nó vừa chửi ổng là ông uống rượu và ông làm gương được cho ai, cái ông đập bể bình rượu luôn mọi người. À cái chỗ này hết đi được rồi, mình đi ra lại thôi. Mình đi ra ngoài lại thôi. Đi ra. Đi đường này được không ta? Khoan, quay lại. Quẹo đây được không? Xích vô, đây được không? Không cho đi hướng đó, không cho đi hướng đó. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tìm được đường ra và tìm đồng đội mọi người ơi. Phòng này được không vậy? Không tương tác được. Phòng này được không? Phòng này vô được không?
Ủa không 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 không, cái này mình vô rồi. Cái này mình vô rồi mọi người ơi. Bà nào mà gọi là bị lạc đường á, không nên chơi game này nha. Rất là nhức đầu luôn. Chơi một hồi mà lú luôn mà. Cái khoang tàu rộng quá. Ủa, chỗ này đi chưa? Ủa đi rồi mà. Chết rồi mọi người ơi, tôi không nhớ được cái đường ra luôn mọi người ơi. Không không biết là bây giờ mình đi cái đường nào để đi kiếm đồng đội luôn đó. Tôi thấy có cái gì tương tác được ở đây nè, đâu rồi? Chắc là nhìn lầm, chắc là nhìn lầm. Ủa? Cái góc này bị cái góc đó bị cấm rồi mọi người, không có vô được. Là bây giờ mình buộc phải tìm ra được cái hướng đi ở trong hành lang này. Chỗ này đi chưa ta? Vô được không vậy? Ủa chỗ này mình đi rồi mà. Mình coi cái bản đồ rồi đó mọi người nhớ không? Ủa? Không, mình coi mình đọc mấy cái thư đó rồi. Chết rồi, chiến này là nít dữ nhiều rồi, khó quá ta. Nó không cho mình đi. Khúc này thì sao, khúc này thì sao? Đi qua đây thì sao? Cái đường đây, ở đây đi được không? Chỗ này nó bị cản rồi, nó bị chặn lại luôn rồi. Kỳ ta, góc này thì sao? Không được luôn, ủa? Ủa mình đi tham quan hết rồi mọi người ơi. Cửa này thì sao, cửa này thì sao? Bây giờ nha. Bây giờ mình buộc phải kiếm một cái tay cầm hoặc là cái gì đó. À cái xà ben hồi nãy đó. Hình như cái xà ben hồi nãy hay sao á. Phải không? Mình phải kiếm một cái vật dụng để nãy cái cửa ra. Bây giờ là mình có thể xác định được cái cửa này là cái chỗ đi ra rồi nè. Nhưng mà vấn đề là mình phải tìm được cái vật phẩm để nãy cửa mọi người. Cái vấn đề cấp thiết ở đây là phải tìm được cái đồ nãy cửa mọi người ơi. Mình phải coi lại coi mình có bỏ lỡ cái gì không. Góc này lại đi coi đi. Cái cây này ha, cái cây này được không ta? Đúng rồi, cái này nè. Lụm cái chân đèn nha, bây giờ mình lụm cái chân đèn để mình đập cửa nha mọi người. Nãy ép. Ôi ơi. Xin info hướng ngoại chơi game đi anh em. À tôi có để cái link Discord ở trong cái trang TikTok đó mọi người. Link Discord với lại link chỗ tối bè. Ôi chạy. Ôi ơi chết rồi, bấm hụt rồi. Ờ né sao ta. W. Trời ơi khúc này gây cứng quá. Ây da da chết rồi, hụt nữa. Không có phản ứng kịp mọi người ơi. Né sao, S. Dừng chữ chuột, chữ chuột, chuột. Mở cửa. Ôi. Giờ làm sao, chiến này làm sao. Nhảy luôn đi cha ơi, nhảy luôn đi, còn gì nữa đâu mà mất. Giờ sao ta. Giữ chuột. Cái nữa, ê, rồi, hụt rồi. Chuột phải, chứ không phải chuột trái. Chuột phải. Trời ơi, chuột phải, không phải chuột trái. Lại. Ít. Ừ. Bà già dưới kìa. Bà thấy mình rồi mọi người ơi. Ok. Ah!
Leo lên. Hình như tôi nhớ là có cái đoạn mà đồng đội mình leo lên cái tầng này đúng không? Ủa không phải, phải cái đoạn này đoạn mới mọi người ơi. Chỗ này là đường mới nữa, đường hầm mới. Giờ sao ta? Lên lên. Chết rồi, gãy. W. Chèn nước chèn vô, ờ, cái này W. F. Lẹ lên, bả lên tới kìa, có chân bị kéo chân. Lên tới gọi là cái mũi, cái tuốt ở trên đỉnh đỉnh tàu luôn. Bây giờ sao ta, bây giờ chiến này sao cho nó nhảy xuống sông. Bả lên tới rồi kìa. Không phải mày xây lại mày đạp vô trong mặt bán cái được không? Mình đạp vô mặt bán cái bắn gớp xuống dưới lại à. Trời ơi, đứa nào mà model tàn hát quá vậy, sợ quá kìa. Ờ, nhảy chống ủa ảo ảnh mọi người, ảo ảnh, trời ơi xém nữa rồi. Hên là che lại đó chứ không có nhảy đó, bị ảo ảnh mọi người ơi. Ủa khoan, ủa, ôi trời ơi chết rồi, cái nào mới là thiệt vậy? Ủa bây giờ là nhỏ này hay là bà già vậy trời? Bây giờ tôi lú luôn rồi. Nhỏ này, nhỏ, ủa, lú luôn bây giờ lú quá mọi người ơi. Chuột bạc, lên. Coi chừng hụt chân. Giờ sao bạn? Meow. Is he gone yet? Leo. S. Đánh trả hay đi tiếp giờ? Đánh trả đi, hai mà sợ một gì đánh nó. Đụng vô mặt nó, đụng cú đấm sấm sét nè. Đó, xà beng vô đầu. Lung manh chứ ai mày. Ủa? Rồi. Dừng sao mấy bà, giờ chạy đi. Ê, có thuyền cứu hộ, nè. Bây giờ mình nhảy xuống cái thuyền nhỏ rồi mình gắn động cơ vô, mình chạy 100 cây chuối trên giờ rồi chắc không sao đâu ha mọi người. Bây giờ mình bật cái động cơ lên, chạy 100 cây chuối trên giờ là nó không vượt được đâu. Chắc an toàn đó bà.
mà sóng gió bão táp vậy làm sao mà đi được. À bây giờ vô tới cái ông dẫn chuyện nè. Oh, hello. Oh, xin chào. Mọi thứ dường như đã chuyển hướng sang vấn đề tâm linh thì phải. Chẳng phải vậy sao? Đoàn tụ với anh em mà mọi người. Đoàn tụ với anh em rồi nhưng mà người đã hình dung ra câu chuyện gì đang xảy ra, làm thế nào để ngăn nó, làm thế nào để cứu mạng những đồng đội kém may mắn, những kẻ nhảy tàu. Ta hy vọng ngươi sẽ mà dù trước đây của con tàu dường như chẳng bao giờ làm được. Đêm đó chết nhiều lắm đấy. Thôi để ta giúp ngươi vậy, cho ngươi một chút gợi ý. Tò mò đi, tôi cần sự giúp đỡ đi. Rất tốt, ta có thể diễn đạt như thế này. Ngươi biết không, các thế lực ở đây mang tính khoa học hơn, thậm chí có liên quan đến chính trị nữa đấy. Và ít dính dáng đến yếu tố siêu nhiên hơn. Có nghĩa là nó nghiêng về cái hướng mà tâm lý nhiều hơn kinh dị. Có lẽ ngươi đã bắt đầu nhận ra điều gì sao? Rằng mọi thứ, mọi người có thể không hoàn toàn giống như vẻ bên ngoài của chúng nhỉ? Ta hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ngươi. Chà, những người rất muốn khám phá xem đồng đội tội nghiệp đang làm gì với tất cả những điều phải không, và làm thế nào ngươi có thể tránh được thêm bi kịch không cần thiết nữa. Quay trở lại nào, tạm biệt. Bon lộ thiên chưa kết thúc mọi người ơi, hành trình chưa có kết thúc. Bây giờ khúc này quan trọng nè. Khúc này gọi là 30 chưa phải là Tết nè mọi người ơi. Let's just stay calm and relatively sane about this, okay? The stuff I saw, it's like there were these old soldiers, they were bodies, they were dead, but then they came alive and that doesn't sound that crazy right about now. I saw something. This old lady. I mean, she was lâu rồi mới thấy người chơi Bon này good. Nhưng mà cái thể loại tôi chơi thì không có thu hút nhiều người xem, cho nên là tại vì nó là gọi là cốt truyện tâm lý đó mọi người, nó hơi thiên về cái hướng tâm lý nhiều hơn là kinh dị. Nếu mà mọi người muốn xem lại cái phần 1 của cái game này thì tôi có đăng trên giò tó bè của tôi nha. Cái tên là hướng ngoại chơi game luôn. Mọi người có thể tìm xem lại trên đó. Cái game này nó là cái thể loại hiệu ứng cánh bướm á. Mọi người, tất cả những lựa chọn từ đầu đến cuối của mọi người sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác. Lo sợ đây là con tàu ma chăng? Nó sẽ ảnh hưởng đến kết cuộc luôn mọi người. Có rất là nhiều cái ending khác nhau nha. Và có nhiều cấp độ chơi khác nhau. Và tôi đang chơi cấp độ dễ nhất luôn. Tại vì lần đầu chơi cho nên là để làm quen đã. Có những cấp độ khó hơn, nếu mà ai muốn thử thách, ai mà muốn kích thích hơn có thể chơi cấp độ khó. Thắc mắc chuyện đó xảy ra trên con tàu để thắc mắc đi. Những lựa chọn có thể ảnh hưởng đến tính cách của nhân vật nha mọi người. Số vàng ở đâu hả? Nghi ngờ. Mù mờ đi, số vàng ở đâu? Có ai thấy vàng hay thứ gì khác không? Có thể ngay ban đầu chẳng có vàng bạc gì cả. Được rồi, mà việc đó cũng không giải thích được điều gì. Bất an đi. Có ngửi thấy mùi chết chóc khắp chỗ này không? Đây giống như là một hầm mộ. Vậy thì mấy cái xác đâu? Chúng đến cùng với con tàu ma. Bọn họ thực sự giống như là bị hù dọa đến chết vậy. Giờ chúng ta đã hiểu hơn trước đó rồi đó. Ít ra thì vậy. Bây giờ là mình phải thoát khỏi con tàu mọi người ơi. The ship's gotta have a radio. Máy vô tuyến hồi nãy chúng ta hãy tìm và dùng nó. Rồi anh nghĩ là nó còn hoạt động không? Chúng ta cần tìm được đường lên đó. Rồi mọi người có thể đoán được sương sương cái nhiệm vụ tiếp theo mình phải làm cái gì đó. Phải tìm cái đường để lên cái đỉnh của cái cột tàu để kiếm được cái gọi là sóng vô tuyến gì đó. Bây giờ mình phải điều khiển nhân vật này ha. Đi thôi. We gotta get off this damn ship. No shit. I think we're speaking clinically totally effed. Sao cái ông mắt kiến nó không đi theo đoàn ta?
cảm giác, rất là cảm giác là cái ông mắt kiến đó nó rất là sao ta, phe thứ ba á mọi người. Cảm giác ổng ổng phe thứ ba hay sao? Chỗ này có cái gì tương tác được nè. Mình lại mình tìm hiểu coi. Ủa chỗ nào ta đi sao? À đây đây đây. Great. Tuyệt. Could you use these if they weren't Swiss cheese? Cái lỗ tổ ong thế này mà cái gì được đó. Game này nó bị một cái là cái sub của nó hơi nhanh nha. Sub hơi nhanh, nhiều khi đọc chưa có hiểu được cái vấn đề nữa mà nó qua mất tiêu rồi. Sub của nó hơi bị nhanh chút xíu. Bây giờ mình phải tìm, nhiệm vụ của mình là tìm đường lên cái cột trên cao đó nha mọi người ơi. Found a way up? Chưa bà. Sadly no, but I'll keep my eyes open. Cái cọng dây này đu lên được không vậy? Có cách nào? Ê, có cái gì sáng sáng kìa. Hey. Ờ đúng rồi. Gọi là mình ẵm cái người kia lên đi. Ẵm cái người kia lên đi. I think this is our way up. Nhìn thấy nó cũng đâu có cao lắm đâu ha. Tôi like game này tới 1 giờ nha mọi người. Lịch like bình thường là 3, 5, 7 chủ nhật từ 9 giờ đến 1 giờ sáng. Ai mà bỏ lỡ cái phiên livestream nào thì có thể xem lại trên giờ tối bè nha. Mà ngày mai thứ năm tôi đi công tác rồi cho nên là hôm nay tôi like trước để bù cho ngày mai á. Ngày mai tôi không có like. Bây giờ mình phải đi lên đây mọi người ơi. This is where I chased Gunred before. Huh. I thought it looked familiar. Mở cửa được không ta? À được 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 được. Được không vậy? Over here. Đẩy chung với nhau đi, bóng người đẩy đi chứ người sao đẩy được? Got a way through here. Đẩy là phím nào đây? Nhấn chuột, nhấn chuột, nhấn chuột. Ok ok ok, ra rồi mọi người ơi. Ông bốn mắt phản diện hả? Ông bốn mắt phản diện hả phải không? Ui chết cha rồi. Ủa sao có mình ông vô vậy? Ơ kìa có cái xác ở đây nè mọi người. Có cái xác ở đây nè, tương tác được với cái xác này không vậy? Không 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 không. Cái xác giống như là cái thuyền viên bị chói lại vậy đó. Mở cửa. Mở cửa. Không mở được hả? Không có cách nào mở luôn hả? Không được không được, mình phải đi tìm cách mở cửa mọi người ơi. Đi tìm hiểu xung quanh thử coi. Đây đây có một cái bức ảnh. Những cái bức ảnh trên đây là đều là những bức ảnh dự đoán tương lai hết nha. Ơ có người tự sát kìa. Ơ có người tự sát hả? Nhiệm vụ mình muốn có một cái ending tốt thì mình phải giữ cho tất cả những người mà mình từng gặp còn sống á mọi người ơi. Ủa có tương tác được với cái gì khác nữa không? Có cái nào tương tác được nữa không ta? Khoan để quay lại đây coi thử. Coi cái rồi trước khi mà mình đi vô châu sâu hơn. Đây. Mở ra. Coi được không vậy? Ờ lật ra lật ra. Cái này là gì đây? À biển động. Ủa chưa coi hết mà, từ từ bà. Biển đang xấu đi, trưa sương mù dày đặc, chiều nước dâng cao. À, sương mù thêm dày nữa đêm. À nó ghi lại cái thời tiết đó mọi người. Gió bão rất mạnh, thời tiết trở nên đặc biệt với một số tia sét đánh vào ôm nhưng không gây ra thiệt hại. Rồi. Ok, coi như cái cuốn này là cái cuốn mà ghi lại cái thời tiết đi. Có cái gì nữa không? Có gì tương tác được nữa không? Ở đây có một cánh cửa khác nữa kìa. Không mở được luôn.
Cửa này không cho mở luôn. Vậy là mình phải quay lại cái cửa phía trong. Quay lại cái cửa trong đây. Ủa, cũng không mở được luôn. Vậy là cái cửa này không mở được luôn. Vậy giờ mình đi ra ngoài, mình thử coi ở ngoài đây còn cái đường nào khác không. Giờ sao, ở đây sao? Ở đây chặn luôn rồi. Ơ kìa. Ơ kìa. Ở phía ngoài này không có đường đi nha mọi người. Vậy mình vô sâu hơn thêm coi. Hình như ở phía trong kẹt này còn cánh cửa đó thì phải. Đây đây đây, còn cái đường đi nữa nè. Find a radio yet? No, but there's gotta be a radio on this ship. There has to be. Bức ảnh. Ờ, cái này là gì đây? Bản đồ hả? Bản đồ di chuyển của con tàu hay gì á? Chuyện này giống như họ không muốn cho ai biết họ đang đến đâu vậy. Mọi người có ngờ ngờ đoán ra được cái gì không? Tôi nghĩ là cái con tàu này là cái ông thuyền trưởng, ông đi kiếm kho báu mọi người ơi. Hay là vận chuyển cái gì đó, buôn lậu cái gì đó, tôi nghĩ là vậy. Theo như cái ông dẫn chuyện nói là cái nó liên quan tới bão to, gió mạnh, sét đánh liên tục dữ dội. Độ sâu đáy biển chưa đo được, bắt đầu tìm kiếm thành viên ngã xuống biển, mây mù che khuất, vẫn chưa xác định được vị trí, ok. Tôi nghĩ là cái ông thuyền trưởng này, ông dẫn tàu đi tìm kiếm cái gì đó đó. Đi một cái con đường nguy hiểm hơn để tìm kho báu hay sao đó, tôi nghĩ là vậy. Làm cho mấy cái người trên thuyền nó chết hết luôn. Yeah, that's gross. Looks like this poor sucker bit it right in the middle of his message. Hmm, sounds pretty desperate. Sao lại là tôi đang chết? Phát sóng tín hiệu cầu cứu liên lạc vô tuyến bị gián đoạn, đã cố gắng gửi SOS. Nhiều thủy thủ đã mất mạng. Là cầu cứu nhưng mà không có liên lạc được mọi người ơi. Take a look. Cái này chắc là cái máy đo máy mà truyền tin quá. Hey, this thing actually still works? Well, radio science hasn't changed much in 70 years, as long as there's power. I'll give it a whirl. Mở lên. Chặn. Ah, it's working. Ui ui, nó còn báo nè mọi người, nó còn báo nè. Chỉnh sang đài khác. It's a number station. Chính thang. Military bandit. Let's ask them for help. Được không vậy trời? Hey, hey, is anyone out there hearing this? Bây giờ mình đang cầu cứu mọi người ơi. Ui. Holy shit, we got him. What? Có thật sự là người ta nhận được cái tín hiệu cầu cứu của mình không hay là hoảng loạn? Đây là trường hợp tọa độ của chúng tôi là có nên báo tọa độ độ không ta? Thôi hoảng. This is an emergency. Please. Có nên báo tọa độ không ta? Sợ quá à. Báo tọa độ không ta? Thôi báo thử coi, báo thử coi, nhưng mà tôi sợ bị lừa mọi người, tôi sợ có bẫy quá à. 151 degrees 20 minutes west. Please get here now. We need help. Hello. Hello. Rồi. Cảm giác như mình bị lừa rồi mọi người ơi. Cảm giác như mình bị lừa, mình bị bẫy rồi mọi người ơi. Có thật sự là nghe được tọa độ không vậy, hay là cái phe ác nó nghe được vậy trời? Giờ sao ta? Giờ sao đi lên được không? This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. We need to get that radio working. I think someone should wait here in case a message comes through. I gotta be honest. I don't think I'm gonna make it down there in my shape. I'll go, obviously. Hello, mấy bà mới vô. Hello, bạn mới vô. Hey, little bro. What's up? I'm thinking you might deserve a promotion. How's medium bro sound?
Đây là dạng game cốt truyện nha mọi người. Stepped up to the plate. Put yourself right in the line of fire. You're kind of mixing metaphors there. Not if the pitcher's a machine gun. I'm impressed. Seriously. Trời, nhìn cái mặt ông mắt kiến nguy hiểm quá. So what do you think? Nếu em đã sẵn sàng cho việc này, khuyến khích đi. If you're sure you're up for it, I believe you got it, bro. I'm coming too. Hey, what? Julia, no. No, my body. Con ghế nó báo ghê luôn á, nó ở đây không được hay sao nó đòi đi chung với thằng kia. Of something, and the captain's telling you that I'm going too. All right, Fliss. Ready? Rồi đi xuống hết luôn, đi xuống hết luôn. Chết chưa? Ui ui, té. Chết cha rồi, vậy bây giờ rớt xuống dưới khoang tàu lại rồi. Ủa vậy là rớt xuống lại rồi. Mới vừa tìm được đường lên xong bây giờ rớt xuống lại rồi. Are you still alive? Đi. Everyone okay? Đừng để bị phát hiện đi. Keep it down up there. What are we gonna do? I'm gonna find the generator so we can power the radio. We'll wait here by the radio. Cái hộp đó là gì trời? Hộp quẹt. Bây giờ mình cần phải kích điện mọi người. Mình phải kích điện cái này lên để sử dụng cái máy vô tuyến mọi người. Tại vì máy vô tuyến nó bị ngắt nguồn điện hay sao á. Giờ mình phải điều khiển nhân vật đi tìm hiểu thêm thông tin. So, how's school going? Good. Why are you asking me about school? No. I didn't really go to school, so you seem pretty sharp to me. Thanks. Ok, đi sao nữa? Khoang này thì sao? Sao lại đi xuống đây nhở? Tôi không có muốn quay lại cái đường hầm này một chút xíu nào hết trơn. Khó khăn lắm mới thoát ra được á. Ok, di chuyển bên đây làm sao ta? Đi lên. Ủa? Sao mình lại đi xuống đây lại ta? Look. Down there. Looks like the engine room. It's got to be where the generator is. You're right. Let's go down there. The ladder's broken off here. Tôi không có Facebook thì chỉ có địch cọt just... thôi. Ông có vô địch cọt thì vô. Tôi có game cái địch cọt ở trên trang TikTok của tôi. All good. Just come down. Tôi lô kỳ mà, tôi đâu có chơi Facebook đâu. Ít xài mạng xã hội lắm. Ôi trời ơi, hết hồn ba mẹ mày. Didn't you see it? See what? Okay, okay. Okay, so I'm seeing things, but you're not. I think it might be from that fog. Okay. Yeah, you might be onto something. That fog. Đám sương mù đó đang tác động lên đầu chúng ta. Có lẽ có gì đó đã xảy ra ngay từ đầu. Tại sao không còn ai trên tàu? Vậy nó có liên quan gì đến cái xác máy bay chúng ta đã tìm được không? Ý tôi là có lẽ đã có một sự kiện chăng? Có lẽ họ đã cố liên lạc. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Wow. Okay, let's keep going. Lại đi. Liệu chơi tới 1 giờ có phá đảo được cái game này không ta? Xưởng động cơ Van, Hà Lan, động cơ diesel số 1973 năm 1920 mọi người. Bây giờ mình đi xuống được cái gọi là cái bon mà điều khiển, gọi là khoang thuyền mà cái chỗ mà điều động cơ này kia rồi đó. Mình phải tìm được cái chỗ để mình kích cái nguồn điện lên đã.
Mở ra coi, mở ra coi. Ủa cái cuốn này hồi nãy mình coi rồi mà đúng không? Chuông giữ được xác nhận động cơ thiết lập tốc độ tiêu chuẩn. Tôi biết rằng Chung Quý Dân là một người điềm tĩnh và có trách nhiệm để giao ca trực lúc 24:00 thay phiên cho Chung Quý. Buồn máy được kiểm tra. Rồi, vậy đi. Vậy chắc mọi người hiểu rồi đó. Sương sương vậy mọi người cũng hiểu rồi đó. Đó là cái cuốn ghi lại cái nhật ký kiểm tra máy móc rồi đó mọi người. Hết đi rồi hả? Ủa hết đường đi rồi. Ủa chỗ này đi hết được rồi. Vậy là nó bắt mình phải đi ngược lại mọi người. Cái game này mà có tay cầm chơi chắc đã lắm. What do you think these guys are all about? Fishermen? Yeah. Oh, money. I feel like they're just in over their heads or something. Chết rồi, nhiều đường đi quá mọi người ơi. Ơ kìa cái bình lặng kìa. Cái bình lặng kìa mọi người ơi. Chắc bọn ngư dân đã lấy nó theo từ tàu công tước. Cậu nghĩ nó còn dùng được không? Giống như chẳng còn dùng được bao nhiêu, có lẽ chỉ còn vài phút. Chúng ta nên mang nó theo không? Tôi thấy nó khá là nặng. Chúng ta nên mang nó theo nữa, con tàu đã ngập nước rồi. Ôi, có người. Ơi có người khác mọi người ơi. Hello, Sad Boy. Ai mà bỏ lỡ cái phần đầu mà không xem được thì mai có thể xem trên giọt tóc bè của tôi nha. Tôi sẽ đăng full lại. Ủa tôi nhớ cái ông này chết rồi mà ta. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Hai người này là cùng một khoe. Ủa trời ơi, lắc hả? Lắc hả? Bị lắc hả? Đâu, tôi xem bình thường mà. Nếu mà ông bị lắc thì ông ao TikTok ông xóa đi rồi ông vô lại. Vô lại là hết bị rồi. Tôi thấy vẫn còn xem được bình thường mà. Ủa, khoan, cái cục đó kìa mọi người. Cái cục mà cái sóng liên lạc gì đó, cái cục đó là kìa. Cái cục mà để kích cái sóng liên lạc hay sao á. Ôi. Bây giờ cái tiếng tim đập của mình phải trùng với lại cái tiếng này. Không là sẽ bị phát hiện mọi người ơi. Trời ơi, hên quá, không có bấm nhầm phím nữa. Hồi nãy cái khúc này á, tôi có bấm nhầm phím một lần. Cái khúc mà trước á, tôi bấm lộn qua cái phím D. Xong bị phát hiện. Ơ kìa, ông giết chết cái ông đồng đội của ông rồi. Tìm hiểu coi. Ủa, chưa chết, còn thở. Ủa, tôi thấy cái bụng còn động đậy kìa mọi người ơi. Ủa, chưa có chết hẳn hay sao á? I think we might be wise to steer clear of it. Cái đó là cái gì vậy trời? What the hell? Cái gì xảy ra vậy? Ông ơi, cái gì đây? Chạy kiểm tra, chạy đi. Chạy đi mọi người ơi, không có thời gian rồi mọi người ơi. Ôi, nếu mà mình bỏ lỡ một cái người đó là sẽ có một người chết đó mọi người. Nếu mà mình bỏ cái ông đó là sẽ bắt đầu có một người chết rồi đó. Nhưng mà cái trường hợp hồi nãy tôi không dám ở lại. Tôi sợ ổng có dao rồi đó, ổng có búa rồi đó, ổng đập chết hai đứa luôn. What's the problem with sharing all that gold, eh? There must be plenty of that to go around, more than enough. And we're all in this together, right?
trying to cut me out of the deed. Ông kêu là tụi nó biết cái chỗ. Khoan từ từ. Can't have all the gold, and I'm to be left here to die. But I am the captain. I am in control, and I am the one that says who goes and who stays. Ah. Ông biết tụi nó cần cái cục liên lạc đó đó, ông biết tụi nó cần cái cục sắt đó đó để gắn vô cái máy liên lạc, cho nên ông đe dọa tụi nó. Mọi người liều lĩnh hay lúng túng đây ta, liều lĩnh đi. Can't risk moving yet. Just need to watch and wait for an opening. Từ từ, khúc này quan trọng nè. Gold is mine, and now I'm the one who gets to smash me with my big fucking hammer. Mẹ, cho tướng tâm lý và ơ kìa, sao bị phát hiện ta? Ủa mình bấm đúng mà. Ôi là trời, ơ kìa sao bị phát hiện rồi? Ui mạnh vãi, ông mạnh vãi. What's gonna hold? Right? Không có khóa cửa được à? Probably, sure, I don't know. Yeah. Ôi, chuyện gì đây, súng gì đây, ai đây? None of you move. None of you go all changing on me now. À cái thằng này chung phe với lại cái ông mà bị mù mắt đó mọi người. Thằng này chung phe với ông mù mắt. Okay. All right. Not changing. None of that. Raise your hands up. Slow. No, no. Not like that. I said no changing. Put the gun down. No one has to get hurt. You think I wanted to hurt anybody? I didn't get a choice in this, did I? It's in you too, isn't it? Isn't it now? Ui. Gì đây? Not again! It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! Dude, what mist? Don't breathe it! Don't breathe the mist! Ôi làm như cái đám sương đó gây ảo giác hay sao á? Tại sao không được hết sương mù đi? Why can't we breathe the mist? What does it do? It's nó hồi sinh. Hồi sinh cái gì mới được? Hồi sinh mấy thứ đáng lẽ không nên. Giờ nó đã ở trong này rồi, ở xung quanh mọi người hết cả rồi. Anh cần phải bình tĩnh đã. Stop. Rồi cái khói ha, cái khói mà xuất hiện từ đầu game đến giờ ha, tôi đang không biết cái khói đó là khói gọi là tâm linh hay là một cái chất gì đó gây ra ảo giác á mọi người. Why are you telling me what to do? Máy game này tâm lý nặng vậy. It's happening. I can feel it. Lo lắng đi. Okay, all right, look. Mình cần phải biết cái chuyện gì đang diễn ra chứ. Maybe a mist or fog, maybe. What? I told you. Có lẽ mày đã hít nó rồi phải không? Không, lúc đó chúng tôi đã nín thở đi. Chắc hai cũng hít một chút rồi đi. Well, yeah, I mean, đúng sure, rồi, hít thiệt mà, hít ảo giác vãi nồi luôn mà. Ơ kìa, á, trời ơi, chết nhỏ này rồi. Ơi chết rồi, chết một mẹ người rồi, tôi không bảo vệ được hết. Ủa? No. Ủa, sao nó tự sát luôn vậy? Ủa? Ủa, khoan đã, nhưng mà tại sao? Ủa, tại sao lựa chọn vậy? Nhỏ này là chết ta. Rồi. Tôi không thể nào có được cái good ending được rồi, trời ơi. Ủa, sao nó lại bắn như này ta? Nhưng mà cái khúc mà mình xem cái mình xem một cái tấm hình đó là có cái dự báo trước là cái thằng đó sẽ tự sát mà. Chỉ là không hiểu tại sao thôi. Alex, please don't leave.
Trời ơi, chắc là sau có hết cái game này hy vọng còn sống sót nha. I'm gonna hang back here as well. Có vẻ như mình sẽ không được good ending rồi mọi người ơi. Mà game này ảo ma lắm, chả biết vậy là chết hay chưa nữa. Biết đâu lại là một cái ảo giác khác. Nữa rồi, tới nữa rồi. Chơi lại à, nếu mà phải không tôi chơi tiếp chứ tôi cũng chơi lại. Còn nếu mà phải chơi lại thì sẽ chơi cấp độ khó hơn. Một cái con game gì chơi khoảng tới 4-5 tiếng mới xong được mọi người. Mới ra cái ending. Bây giờ tìm kiếm trên khoang tàu, tìm cái gì mới được đây? Bây giờ mình phải đi tìm, nhưng mà tìm cái gì đây? Nó kêu mình đi tìm cái gì đó mọi người ơi. Ai mà bỏ lỡ cái khúc đầu mà gọi là không có xem được thì có thể xem lại trên giờ tối bè của tôi nha. Cũng là tên là hướng ngoại chơi game luôn. Tôi sẽ đăng lại cái video full live stream. Whoa, what was that? Doesn't matter. We need that distributor cap. Here, he had to have come this way. Tìm xác cha nội kia hả? Cảm ơn Jun đã tặng quà cho tôi nha, cảm ơn. Đó, mấy cái khói mà màu vàng vàng xanh xanh đó gây ảo giác hay sao đó, mọi người. Ôi, cái gì đây? Ủa sao? Ủa? Sao nhìn ổng hoang mang quá vậy? Ủa sao ổng chạy hả? Ổng bỏ chạy mọi người à. Nhảy luôn. Nhảy. Leo. Cái chỗ này là cái chỗ mà hồi nãy bà y tá bà dí cái thằng đó lên trên tới cái bon tàu đó mọi người, mà giờ bà y tá đâu mất tiêu rồi. Lại là cái khói xanh. Ở kìa, cây búa của cái ông một mắt kìa. Cây búa của ổng đây rồi, ổng đâu rồi? Ơ, ổng bị đau tim mọi người ơi. Ủa? I can't make this up. I'll find a way around. Ủa, bị đau tim chết kìa hay sao á, hay là xỉu, không biết xỉu hay chết nữa. Nhưng mà cái pha đó mình cũng đâu có cứu được ổng đâu. Bây giờ sao ta? Con nhỏ đó nó không chịu nhảy qua với mình mọi người ơi. Nhỏ bồ nó không chịu nhảy qua, bây giờ mình phải đi một mình thôi. Bây giờ mình cần phải tìm lại. Cảm ơn bà Trần Quỳnh Nhi đã tặng quà tôi nha. Bây giờ mình cần phải đi tìm cái bộ, cái nắp bộ chia là cái cục mà, cái cục sắt hồi nãy đó. Cái cục sắt nãy ông để. Ơ kìa, ai vậy? Hùng ma của thằng đeo mắt kiến hay sao á? Mình cần phải tìm lại cái cục mà nắp bộ chia á mọi người. Cục sắt màu đỏ nãy á. Phải có cái cục đó mới liên lạc được với bên ngoài. Xét người mọi người. Xét. Ơ kìa. Ơ kìa sếp. Ơ kìa 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 kìa, cái cục bộ chia kìa mọi người. Cái cục bộ chia kìa. Look at that. Ủa highlight hồi nào vậy? Highlight giờ như cũ. Cảm ơn bà Jun đã tặng quà nha. Chi Jun đã tặng quà tôi. Cái ui. Lấy con chuột ra. Đúng rồi, giục nó ra chuồng gà đi. Ừ, giục cái chuồng gà, lụm lấy cái cục đó. Lụm đấm nó, W. Chuột ấy nữa rồi. Ê, chuột ăn người hay sao á? Hất ken. Trời ơi, may quá, may là né kịp đó.
Ai mà vô là coi like của tôi trễ thì có thể ngày mai có thể xem lại trên giò tó bè của tôi nha. Chết là nhiều chuột quá, nhiều chuột quá. Quẹt đâu, lửa đâu, đốt nó đi, đốt cái thuyền này luôn đi, đốt cái thuyền này cho tao đi. Rồi 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 rồi, nằm vô. Ủa khoan khoan khoan. Cái gì mới được, cái gì mới được. Vậy là mày sống hay chết? Put the knife down now. Put it down. Ủa là sao ta? Bây giờ làm gì giờ? Ủa? Ủa? Cái gì vậy trời? Come on you rat fucker. Keep coming, why don't you? Cái gì vậy? Cái này ảo giác đúng không? Đâm vô đâu đây? Đâm vô. Đâm vô. Đâm. Cái nữa, ở đâu đây? Rồi luôn, không biết ai là địch, ai là thù luôn mọi người ơi. Ai là địch, ai là phe của mình luôn. Lú luôn. Chơi hồi lú luôn mọi người ơi. Cái pha hồi nãy là nó bắt mình đâm. Mình đâu có lựa chọn nào khác đâu. Vậy là buộc mình phải giết người rồi. Hoang mang về nhân sinh luôn. Rồi, nó giết chết con ghệ của nó luôn rồi. Nó giết chết con ghệ của nó rồi. Con game tàn ác quá. Nó lừa tôi mọi người ơi, nó bắt cái pha đó nó kêu tôi đâm mọi người ơi, cái tôi đâm mẹ luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ còn đâu mà cái good ending nữa. Thiền toàn là đớ không à. Giết chết con gãy đó luôn rồi. Cái pha nãy nó bắt nó ép mình vô cái thế phải đâm quá à. Ai mà biết được đâu. Bị dụ đâm luôn. Hôm nay sẽ có nhiều người không xem được cái livestream này lắm. Tại vì tôi bị tôi set giới hạn độ tuổi rồi. Toàn là máu me kinh dị thắt cổ không mà sao mà không ấy được. Hả? Không đâm nó thì phải đâm mình nó hai phải không? Trời đất ơi. Rồi xong luôn mất. Hôm nay là đi bao nhiêu mạng rồi? Đi 2 hay 3 mạng gì đó. Đi 3 4 mạng luôn rồi đó, 4 mạng, hai thằng phe phản diện với lại hai người phe mình. Con ghệ mình với lại còn thằng nữa hay sao á? Chết 4 người hay sao á? Cái game okay. Này mọi người có thể chơi chơi nhưng mà mọi người lựa chọn khác tôi nó sẽ ra cái ending khác đó nha, chứ không có phải lúc nào nó cũng vậy. Rất là nhiều ending luôn. Rồi thoát được rồi nhưng mà được còn có 3 mạng à, còn có 3 anh trai thoát ra được đó à. Mất 2 chị gái rồi. Cái chị da đen á thì bị cái phe cái ông phản diện đó bắn vô đầu. Chị da đen bị bắn rồi này không nhớ hả? Da đen bị cái ông kia bắn vô đầu nhát rồi. Còn con gậy thì chính tay giết chết luôn. Up close she was she's not exactly getting the motor running. You know what I mean? You might even say she could melt the rubber off your tires. And not in a good way. Process. It just can't. Má tự tay giết chết con ghệ của mình. Mọi người biết cái cảm giác đó nó ghê gớm như nào không? Còn hơn là gặp 10 con ma nữa đó. Khúc đầu game á là cái khúc đầu game là gọi là sao ta? Định cầu hôn nhỏ đó với sông luôn mà. Định cầu hôn nhỏ đó với biển đó.
How was I supposed to know it was Julia? Mất Julia rồi quý vị ơi. Romeo đã mất Julia của nó rồi. Thôi lỡ rồi đi về bờ đi, mai hai kiếm ghệ mới cho đừng có buồn. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Chết hai nhỏ gái rồi. Không có lụm được một miếng vàng nào hết trơn á. Rồi, chính thức kết thúc cái phần game này nha. Với lại cái ending đầu tiên là chết hai chị Miner. Chỉ còn ba anh trai sống sót thôi. Ôi là trời. Rồi, bà nào mà bỏ lỡ khúc đầu không có coi được thì ngày mai sẽ coi lại trên giỏ tối bè của tôi nha. Người đã hoàn tất, ít nhất là đến bây giờ. Người luôn luôn có thể thử lại, ngay cả khi người không thể làm tốt hơn ở lần tới. Một nỗ lực không tồi, một số còn sống và một số đã chết. Tất cả là lỗi của người. Ủa gì vậy? Thôi kỳ quá chơi, mình thắng thì vui mà thua cái đổ lỗi. Tất cả là do các quyết định đúng không? Quyết định đưa ra một cách vội vàng trong cơn hoảng loạn, những quyết định xuất phát từ trái tim. Đôi khi những quyết định đó phải mất nhiều thời gian để có được tác động. Nhưng chúng ta sẽ có những hậu quả, luôn luôn mang đến hậu quả. Cả là do hai hả? Xin lỗi. Hai đâu có muốn gì đâu. Chúng ta sẽ gặp lại, có thể là Lister Hope, có thể là một nơi nào khác. Nhưng nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Đó là không thể tránh khỏi. Ăn tô mì nghe mất hai con ghệ cái ngán ngang. Thôi đi skit skit. Nhạc rất là hay luôn nha. Cả nhạc và cả phần hình ảnh đều rất là hấp dẫn nha. Nhưng mà game này hơi kén người xem. Không phải ai cũng thích xem cái thể loại mà kiểu vừa kể chuyện vừa chơi như này. Nhưng mà mọi người phải công nhận là cái game này hay đúng không? Tôi còn mấy cái phần tiếp theo á, không biết mọi người có muốn coi không ta. Tôi còn là mấy phần của game này lận. Một cái series luôn. Hay mà đúng không? Tôi còn cái series của game này. Hay nhưng mà hơi rối. Đắt đắt bụng. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của tôi từ đầu đến giờ. Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho tôi, đã like, đã follow, đã tè le hụt me tôi. Ê, nhạc lay vậy. Ờ hay mà, nhạc lay vãi nồi. Bài đầu tiên mà vô game cũng hay nha. Thôi nghe hết bài này đi rồi á. Mình phải gọi là cảm nhận được toàn bộ cái game. Phải gọi là cái nhà phát hành quá là có tâm. Cốt truyện cũng hay nữa. Lo and behold, the pale horse and the rider who decides the fate of one who made a failed choice. But a tale hay vậy. Ủa làm sao để mình tìm ra cái tên của cái bài hát này ta? Tôi nghe sáng đêm khỏi ngủ luôn. Tập 1 của hai đi hai mạng rồi. Không, tập 1 là ảo giác thôi, tập 1 là ảo giác. Nãy hai bơ em, đâu có hai đâu có bơ em đâu. Hai có đọc comment em mà. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người lại vào thứ bảy chủ nhật của tuần này. Cái năm tôi đi công tác rồi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây đây. Tạm biệt mọi người. When ass is always falling in death's rain, it's cold outside. Death looked me in my eyes, cold through these plans, man, we gotta be...
watch. Together.